Dạ, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý hiện trường, kính thưa quý chuyên hữu và gia đình. Dạ, để bắt đầu cái buổi tiệc tất niên của Hội Ái hữu cựu cảnh sát quốc gia sáng hôm nay tại nơi đây, thì chúng tôi một lần nữa kính mời toàn thể quý vị vui lòng đứng lên nghiêm chỉnh để chúng ta làm lễ. Và trước tiên là lễ chào quốc ca, chào quốc kỳ của Hoa Kỳ. Nghiêm lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ bắt đầu. Cử quốc ca Hoa Kỳ. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight lamp gleaming, who brought stride and bright star through the perilous fight? Oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocky reckless, the bombers still in air, gave proof to the night that the flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? Oh, the land of the free and the home of the chào quốc kỳ Hoa Kỳ đã qua. Và tiếp theo lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Nghiêm cử quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Ngày công dân ơi, đất nước đất trời trong đôi, trong lòng một đi xuyên tiếp đi con xa. Vì tương lai quốc dân cùng sống và có tên, làm sao cho lối sống từ nay luôn vững bền, cho anh ơi trên đường giao đổ nước lên màu đạo đêm ba, nói cho luôn tin hãy cần gian gì người con gian quân vững bền toàn tin ông cha quyết chiến đấu làm cho ta. Ông dân ơi, mau hiến toàn dưới tờ công dân ơi, mau làm cho khói tờ hoặc chân và vẻ vàng nơi dòng chân dân nhìn thân dân đông lạc hòa. Chào lệ, chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa đã qua. Tiếp theo đây là phút mặc niệm. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ và tri ân các bậc anh hùng. Các bậc anh hùng tiền nhân đã dày công hy sinh để giữ gìn giang sơn tổ quốc. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ những anh hùng, anh linh chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cảnh sát quốc gia, dân công Quảng Chánh đã hy sinh bảo vệ tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa và lý tưởng tự do. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ, anh em đã bỏ mình trong các trại lao tù của Cộng sản. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ hàng ngàn, hàng vạn đồng bào quân Càn Chánh đã chạy trốn chế độ Cộng sản, không may đã bỏ mình trên con đường vượt biên, vượt biển
phút mặc niệm bắt đầu. Cử nhạc mặc niệm. Phút mặc niệm chấm dứt. Giờ phần nghi lễ đã qua, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị quan khách, quý hiện trường và gia đình an toàn. Và tiếp theo đây là nhạc phẩm Cảnh sát quốc gia hành khúc hát để tặng chiến hữu Cảnh sát quốc gia đã không còn nữa và hiện đang còn. Dạ, kính mời quý vị thưởng thức nhà phẩm Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc. Tổ quốc chúng ta luôn luôn ta trung thành, cảnh sát quốc gia công minh liêm chính, thề đàn tập trí với cam trường dựng xây quê hương mà trên đau, luật pháp quốc gia công tâm thi hành, cảnh sát chúng ta phục vụ dân chúng, cùng nhau ta biết nước đó con đường chính nghĩa tự do, tổ quốc chúng ta luôn luôn ta trung thành, cảnh sát quốc gia công minh liêm chính, thề đem công trí với ta chung dựng xây quê hương vào trận đấu, luật pháp quốc gia công tâm thi hành, cảnh sát chúng ta phục vụ dân trên con đường chính nghĩa tự do. Tổ quốc chúng ta luôn luôn ta trung thành, cảnh sát quốc gia công minh liêm chính, đang công trí với ta trong dựng xây quê hương và trận đấu, luật pháp quốc gia công tâm thi hành, cảnh sát chúng ta phục vụ dân chúng, cùng nhau ta biết nước non nhà quyền xây an ninh nơi hậu phương, cảnh sát quốc gia, cảnh sát quốc gia, dựng đồng bào trong cơn nguy khó,
con đường chính nghĩa tự do. Cảnh sát quốc gia, cảnh sát quốc gia, dựng đạo bài.